mình nói thẳng là gì, chứ không cần phải vòng vo nữa. Anh thấy ba em ấy nói chuyện là hơi vòng vo là bắt đầu anh thấy rồi. Ổng là hơi vòng vo cho nên là em muốn xin phép em nói là em nói thẳng cái vấn đề đang cho mấy anh hiểu luôn. Nè, bây giờ là không phải tìm người lại hết, là chủ yếu là bây giờ mẹ em là bà đi. Là bây giờ chắc chắn có hai đứa nhỏ đó, ấy ấy có gì tìm được mẹ em là đặng cho hai đứa cháu nó về, đặng em nuôi dưỡng nó, hoặc là em gửi nó về quê cho nó ăn học, chứ giờ không để cho nó đi. Có là hiện nay thì em biết thừa cái câu chuyện là nó đi tới đâu rồi, dạ. Mà mẹ em đang em đi với ai rồi. Dạ đúng. Có điều ba em là đôi khi là đang giấu hoặc không dạ, nói đúng. Thật, hoặc là chưa muốn nói thật. Bây giờ cha đừng có kể cái chuyện gia đình ngày đó nữa, sẽ bây giờ cứ nói thẳng vấn đề với mấy anh đại cho mấy anh tự giải quyết. Thì mới hướng được. Nhưng mình giờ đội hiệp sĩ với Thành Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ, trong ngày đầu năm của năm mới khai xuân, anh em Chim Dương ghi nhận và tiếp nhận rất nhiều thông tin ở các anh, các chị, các cô chú tất cả tỉnh rất xa về đây để nhờ anh em Chim Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt hôm nay một cái câu chuyện là thực sự rất buồn. Câu chuyện hôm nay đa số là tìm vợ, mà người vợ thì bỏ cháu ngoại đi ôm tiền ôm bạc đi lửa đêm, người thì bỏ chồng bỏ con ở ngoài hành lang ngoài đường để đi theo người đàn ông khác. Đây cái câu chuyện tiếp theo, câu chuyện này chưa biết như nào, hy vọng là các cô chú chị xem hết video này để biết rõ câu chuyện. Rồi xin phép xin xin chào chú đi nha. Rồi chú có thể chú giới thiệu chú tên gì chú? Võ Hoàng Kha. Chú Kha nhiêu tuổi đấy chú? 47 tuổi. 47 tuổi nha. Rồi. Nói chung là gọi chú đi cho nó. Đây là con trai mình hả chú? Con trai. Dạ. Rồi, chú cho biết này, hiện nay chú đang ở đâu? Ở Thuận Giao, Bình Dương nè. Ở Bình Dương ha. Mình quê quán Bình Dương hả? Quê quán Đồng Tháp. Đồng Tháp, hiện nay đang sinh sống Bình Dương ha. Dạ dạ. Rồi chú Kha cho biết này, hôm nay chú về đây cùng ai đây? Vợ con rồi. Không, đây là ai? Thanh niên là ai? Đây là con trai. Con trai ha. Gọi là hai cha con về đây là tìm tìm ai mà hai tấm hình liền? Tìm vợ với tìm con. Tìm vợ và tìm con ha. Dạ. Chú cho con biết này, vợ chú họ tên là gì? Bùi Thị Mỹ Lợi. Chú nói chuyện lớn tiếng được không? Bùi Thị Mỹ Lợi. Bùi Thị Mỹ Lợi ha. Dạ. Vợ chú nhiêu tuổi rồi? 42 tuổi. 42 tuổi. 42 là sinh năm mấy? 8 mấy hả? Sinh 82 á. 82, tuổi tốt đúng không? 82 phải 42 không? Tuổi tốt đúng không? Không có nhớ tuổi gì mà sinh năm 82 á. Rồi, cứ 42 đi ha. Chú nhắc lại là vợ chú họ tên là gì? Bùi Thị Mỹ Lợi. Vợ chú nguyên quán ở đâu? Quê quán cũng ở Đồng Tháp luôn. Đồng Tháp, hai vợ chồng Đồng Tháp ha. Dạ. Hai vợ chồng chú sinh sống ở tại Bình Dương lâu chưa? 10 năm. 10 năm rồi hả? Ồ, thời gian rất dài ha. Rồi hai vợ chồng chú làm công việc gì tại Bình Dương? Công nhân. Thu nhập mình ổn không? Cũng ổn, cũng đủ sinh sống luôn. Chú nói chuyện lớn tiếng ha. Dạ dạ. Bởi vì hiện nay không gian nóng rất ổn, bởi trên nóng rất đông. Rồi chú cho biết là hôm nay là chú cùng con trai về đây nhờ anh em hiểu chứ mình tương tìm vợ và tìm con gái đúng không? Dạ dạ. Vợ chú mà con gái bỏ nhà đi lâu chưa? Đi bữa sáng mùng 4 Tết á. Sáng mùng 4 Tết, hôm nay dạ. mùng 6. Dạ. Mới đi 2 ngày xong mình đã đi tìm rồi. Dạ, tại vì giờ liên lạc không có được gì hết á, tân á là bắt buộc phải đi tìm đừng cho đứa con gái gì đừng cho nó đi học. Chú cho con biết này, chú biết lý do tại sao mà vợ bỏ nhà đi không? Thì cũng sáng cũng là vợ chú á thì cũng nói là chở con gái với lại thằng cháu ngoại đi ăn sáng. Và cũng chạy theo một chiếc xe nữa. Trước khi đi là chạy theo một chiếc xe nữa. Chạy theo chiếc xe gì nữa? Xe chiếc quen pha. Xe của ai? Xe của chú. Chú đứng tên nhưng mà chú mua gì có cho gì. Có nghĩa là vợ chú dạ. chở con gái dạ. và cháu ngoại dạ. đi bằng chiếc xe quen pha dạ. đi ăn sáng. Dạ. Sau đó không trở về. Dạ. Đi rồi một lát khoảng tầm khoảng 9 giờ là con gái có điện về là nói mẹ con với con đi siêu thị chút về. Rồi từ đó là sao được có cái câu nói đó không là mất tích sao mất tích luôn. Vợ chú đi này có đem theo ngoài chiếc xe ra có đem theo tiền vàng bạc gì không? Trên người có đeo vàng bạc gì không? Có. Đeo nhiều vàng không? Có một chiếc sợi dây chuyền, một cọng dây chuyền với lại đeo bông không chứ không có gì không? Hết. Dây chuyền đó chú cũng mấy chị không? Mua là 12 triệu mấy đó với lại cái đeo bông cũng chắc lâu đúng không? 2 triệu mấy cũng mới đây à, mới mua đây thôi. Mới mua chắc 2 chỉ à. Dạ. Vợ chú từ trước là đã bỏ nhà đi bao giờ chưa? Chưa, cũng có là chú nhậu xỉn vô rồi chú cũng lằng nhằng nhằng, vợ con cũng có buồn cũng có đi một hai ngày cũng có mấy lần có chứ không có đó giờ không có bỏ đi. Nhưng mà đi lâu không? Đi là ngày trước ngày sáng đi chiều cũng có về à. Tại vì chú là đi thôi đúng không? Dạ là chú nhậu vô chú hay lăng nhăng vợ con á, cô vợ con cũng có bật.
sao dạ, mình con, bỏ đi. Mình có hay nhậu thường xuyên không? Ít nhậu lắm, mà nhậu vô rồi chú nhậu vô rồi khi cái bản tánh của chú á, nhiều khi không biết có gì không mà chú không có biết. Mà nhậu vô cái chú suy nghĩ chuyện này chuyện kia rồi cái chú lăng nhăng vợ con chú không có nói gì vợ con hết. Bình thường thì chú không có nói gì hết. Chú đi làm về hàng ngày hàng tháng chú có đưa tiền cho vợ không? Hồi trước thì vợ con cũng cầm tiền không à, mà vợ con sau này thời gian vợ con kiểm soát tiền không có được. Rồi khoảng 4 năm trước tới đây là chú có giữ tiền. Quản lý tiền. Nhưng trước là để cho vợ giữ hả? Dạ. Nhưng mà chú quản lý tiền thì cũng tiền bạc chú cũng rộng rãi gì về vợ con muốn cái gì chú cũng đáp ứng hết là đó là chi tiêu trong gia đình. Vợ con muốn cái gì thì chú cũng có tiền, chú cũng vẫn là đáp ứng cho vợ con. Chứ không phải là chú keo kiệt cho dưới vợ con hết. Là như là chú chỉ giữ đồng tiền để mà chú biết cái đồng tiền để mà tiêu dùng trong gia đình vậy thôi. Chứ chú không có ăn chơi, không có gì hết. Vậy là vợ chú đi đến giờ phút là 2 ngày rồi. Đúng không? Đi sáng mùng 4 á. Sáng mùng 4. Sáng mùng 8. Nay sáng mùng 6. Đúng rồi. 2 ngày. Đúng rồi. Vợ chú đi là xuất phát đi từ đâu? Thì xe nói vậy là đi xuất phát đi từ địa phương ở đâu? Địa chỉ ở đâu? Địa chỉ chúng ta tại chỗ ở Thuận Giao Bình Dương luôn. Thuận Giao Bình Dương hả? Dạ. Đến giờ phút này chú có gọi cho vợ không? Cho con không? Gọi nhưng mà gọi vợ thì gọi không được, mà gọi cho con á thì được, nhưng mà được có một cú thứ hai. Điện thoại còn đổ chuông không? Không luôn. Đấy là cú thứ hai á là điện cho vợ thì máy bận không. Đó, rồi mới điện lại cho con. Là con bắt máy thì chú mới hỏi mẹ đâu cho chú nói chuyện. Thì cũng không có gì, cũng như hỏi cái chìa khóa trong nhà này, chứ không có hỏi gì về nghi vấn gì vợ con hết. Rồi chú cho biết này, vợ chú ngoài đem theo con gái đi, là đem theo cả trong ngoài đi nữa. Dạ. Con gái chú họ tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Võ Thị Mỹ Duyên. Năm nay nhiêu tuổi rồi? 11 tuổi. 11 tuổi, đang học à? Dạ, đang học. Học lớp 5, lớp 6 không? Lớp 4. Lớp 4 à? Tại chú cho học tới 1 năm. Thế còn cháu ngoại? Cháu ngoại thì đang học mầm non. Trai gái? Trai luôn. Cháu ngoại là cháu trai? Dạ. Cháu ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? Cháu ngoại năm nay 4 tuổi. 4 tuổi luôn. Bà dắt đi luôn. Bà dắt đi thế luôn. Ba mẹ của cháu ngoại đâu rồi? Ba mẹ cũng đang sinh sống tại Bình Dương, nhưng mà ba mẹ trục trặc. Trục trặc được ba mẹ nó có thôi. Tại vì ở với ông ngoại, bà ngoại là từ nhỏ từ sanh ra luôn. Vì vậy ở với bà ngoại luôn. Bởi vì luôn. Bởi vì nó mến. Ông ngoại với bà ngoại nuôi từ nhỏ tới lớn tới giờ luôn. Vợ chú ở nhà là làm công việc gì? Cũng làm công nhân. Tháng thu nhập ổn không chú? Cũng ổn, hai chồng của mình cũng mình sáng và hai vợ chồng đi cùng về cùng hay sao? Không, đi riêng. Đi riêng. Công ty khác hả? Công ty khác. Vợ chú gần đây là ăn mặc đẹp không? Thì dạ chú thì cũng thay đổi không? Ăn mặc giống như ngày xưa hay là vẫn như cũng thế bình hả? Thường cũng hồi đó thì bà cũng giản dị bình thường, nhưng mà bà cũng ngộ gái, nói chung bà cũng ngộ gái. Ngộ gái này hả? Bà thích gái hả? Đâu phải, là cũng như là tướng đó bà cũng đẹp gái á. Bảnh gái đúng không? Dạ. Xinh gái đúng không? Dạ. Vợ xinh gái. Nhìn mặt thì cũng dễ thương, nhưng mà quan trọng là tính tình vợ chú có giữ không? Bởi vậy hầu sống tới giờ là hai vợ chồng chú sống là đã 24 năm rồi. Là chú là cũng hầu đó giờ chú không có đa nghi gì vợ con gì hết. Không có tầm đa nghi gì hết, cũng chú cũng bình thường. Ví dụ vợ con có sai trạch gì á thì chú cũng về nói giải thích vậy thôi, chứ chú không có quậy, không có mà ghen tuôn mà làm lớn chuyện hết á. Nó. Mình có hay ghen không? Cũng có hay ghen, nhưng mà ghen chú ghen là chú vô chú nói vợ con cái đó không được vậy thôi. Còn vợ chú thì làm cái gì chuyện gì sau lưng của chú thì chú không có biết. Vợ chú có bao giờ nhắn tin hay gọi điện cho ai đó không? Chú có thấy không? Chú nhắn tin cái điện thoại của vợ chú là hồi đó là lâu cũng khoảng là gần bao năm nay. Là chú không có xem điện thoại của vợ chú là thấy cái tin nhắn là hết. Tại vì vợ chú làm cái chuyện gì đó là chú không để cho. Chú không có theo và điều tra cái điện thoại của vợ chú được. Sao vậy? Tại thì chú thật sự là chú cầm điện thoại lên thì chú coi tin nhắn thì không có tin nhắn gì hết. Mà lần nào cũng vậy là không có tin nhắn hết. Chú cũng có hỏi vợ.
Ủa sao điện thoại của người ta sao tin nhắn, thường thường tin nhắn nhóc thôi mà sao điện thoại của em là không có tin nhắn. Xóa hết, coi xóa đi hết hả? À, vợ mới trả lời đó thì tin nhắn nào tôi thấy không xài tôi xóa hết. Đó, tôi là chú cũng là không có quan tâm, không có để ý mà chị vợ làm chuyện gì, chú không có hỏi gì hết á. Vậy là tối hai vợ chồng mình sáng đi làm về, sáng đi làm tối về mình ăn chung không? Ngủ chung không? Ngủ chung là 24 năm tới giờ, 24 năm năm tới giờ. Vậy là tối là chú ngủ trước hay vợ ngủ trước? Thì thường thường là chú nằm đó thì vợ cũng nằm kế võng, thì vợ cũng coi điện thoại. Vợ cũng nằm coi điện thoại, thường thường là giờ là chú ngủ trước á. Còn vợ bao giờ ngủ thì là không biết. Nằm võng. Nằm võng mà chú là không có quan tâm tới mà để vợ con cho nó thoải mái thì chú nghĩ là bấm điện thoại vuốt Facebook coi thôi, chú không có nghĩ mà cái chuyện gì khác. Nếu trong mà... trong 4 ngày Tết á, từ 30 á đến mùng 4 mùng 5 á, từ mùng 4 Tết á. Trong mấy ngày đấy là gia đình mình có bình thường không? Bình thường. Không có chuyện gì xảy ra luôn. Thì cũng có cái bữa mùng 1 và Tết á là chú có đi lễ là chú đạo Thiên Chúa đó. À. Là chú đi có một mình thôi. Vợ chú với lại nhỏ gái là chú đang đi tìm với thằng cháu ngoại á là ngủ trong nhà. Là dắt gần tang lễ là vợ chú có điện cho chú. Hỏi gần về chưa? Đó, rồi thì nói chưa còn bằng tuổi chú nữa. Là cúc gọi đó, cuộc điện thoại đó chú không cũng không có để nghĩ tâm vợ con mình cái chuyện gì vậy đó. Chú coi đồng hồ lại là 7 giờ 25 rồi. Thì tranh thủ về đừng cho vợ chú với lại nhỏ gái nó học vô lý. Là lễ cái lễ nhì là lễ 8 giờ. Là chú tranh thủ chú lo chú chạy về đừng cho vợ chú đi. Tại vì lúc đó 7 giờ 25 rồi chú chạy về á thì chú mới thấy là cái nhà là một đứa con gái với lại thằng cháu ngoại nó nằm ngủ mà vợ chú thì đâu mất tiêu. Chiếc xe cả chiếc xe luôn. Là chú mới, chắc đó chú chưa có điện nữa, chú hỏi người hàng xóm. Ủa mày thì tại đó là em kêu mày có thấy chị Bảy mày đi đâu không? Là nó nói là chị Bảy có qua mượn kêu em cái bình thủy. Cái bình thủy là đi chở bạn gì đó, bằng chung công ty đi đẻ. Đó. Mà đi trong vòng tầm chú độ cho cầm cả nửa tiếng thôi, tại chú về rồi. Rồi chú mới điện, cái vợ chú nói đi chưa 10 phút nhưng mà chú cũng không có cãi với vợ chú này hết. Tại điện thoại chú đã bấm là chú tầm hơn từ nửa tiếng lên. Nói chú không nói gì hết thì rồi cái ngày đó là ngày mùng 1. Rồi cái ngày mùng 2, mùng 3. Rồi chiều mùng 3 vợ chú có kêu là mua cá gì cho con tại nhỏ con gái đó là mẹ của nó, mẹ của thằng chú đang tìm á. Là cháu thằng chú đang tìm là thằng đó là cháu ngoại luôn. Thì mới kêu mà vợ chú có kêu mua cá gì nướng cho mấy nhỏ ăn. Thì ăn rồi kêu con dâu con gái lại con ruột con gái là ăn rồi cái sáng á lại vợ chú á là sáng hôm bốt á là không có lễ, ngày đó không có lễ thì vợ chú mới kêu chú á là qua kêu thằng bạn điện nó đi, nó cũng quên rồi đó, tại chú có kêu là sáng nấu cháo lòng. Cái nấu cháo rồi cái mua đồ gì nấu cháo rồi thì vợ chú cũng có đi qua chỗ nhà của thằng bạn. Bây giờ cái thấy cái nồi vợ chú có bước vô nhà coi cái nồi cháo thì vợ chú thấy cái nồi cháo đã chín rồi. Vợ chú mới ra kêu chú là sao không vô xắt thịt. Vô xắt thịt rồi chú cũng ngồi xắt thịt rồi chú ăn cháo mà giấc đó là chú đang ăn. Mà giấc đó là vợ chú chạy ra là chú không có quay lại là dòm là chú vợ chú bận cái đồ gì hết. Không có bận đồ màu gì là chú chạy ngang rồi nó đi vợ chú có kêu là múc cho một tô cháo đi lấy thịt đó đừng lấy lòng. Chú không có quan tâm tại cái chú đầu óc chú không có nghĩ tới cái chuyện mình vợ con mình cái chuyện gì làm chuyện gì không mình chú không để ý nữa. Rồi đi rồi đây chú ăn cháo rồi chú đi vô nhà rồi chú mới phát hiện là một hồi là giấc đó chú chưa phát hiện hết là con gái út của chú á là con nhỏ chú đang tìm á nó có điện về
là điện thoại của nó chứ không phải điện thoại của mẹ nó nữa. Rồi chú có bắt máy, người ta lại nói cho con với mẹ đi siêu thị chơi chút về. Đó, rồi chú thì nói ừ đi đi, rồi cái hồ chú mới dòm dòm lại thì thấy cái cục sạc điện thoại đi, với điện thoại của nhỏ gái Úc nó đi mất tiêu rồi, chứ đó chú mới suy nghĩ nữa. Nghĩ ủa sao nhỏ này nó đi chơi chút xíu mà sao nó lấy cục sạc cái điện thoại đi là sao? Thì chú mới cũng có nghi vấn. Là chú mình, có... mình nghi là nghi vậy đâu. Thì lúc đó đầu óc chưa có nghĩ, chưa có ám chỉ dạ gì hết. Đến giờ phút này là chú đang nghi ngờ vợ và con tại sao phải đi ăn sáng hoặc là đi siêu thị mà đến giờ phút này mấy ngày không về. Dạ. Vợ chú có quen ai ở Bình Dương không? Cũng... Rồi bây giờ anh bây giờ hiện nay là cái câu chuyện là ấy cũng cho em xin phép nói là bây giờ em cho anh hỏi em tên gì? Dạ em tên Võ Thành Đạt. Đạt nhiêu tuổi đấy em? Dạ em năm nay em 24 tuổi. Ừ rồi cho anh hỏi là bây giờ này mẹ em ấy và em gái của em và cháu ngoại em luôn đúng không? Dạ. Đi cùng một lúc mà đi bất ưng như vậy mà chỉ nói là đi ăn sáng thôi. Dạ. Mà đến giờ phút này là mấy chục tiếng rồi không có quay trở về. Dạ thì ý là bây giờ là em cũng cho em xin phép là em nói thẳng vấn đề mấy anh em trong đội của anh Hải. Là theo như là em suy nghĩ á, theo như là em suy nghĩ là mẹ em với lại ba chở đứa em gái em là gái Úc với lại thằng nhỏ là thằng cháu em là không phải ba đi lạc. Và em cũng biết thẳng vấn đề là có người dẫn ba đi. Nói cho nên là bây giờ em cũng nói thẳng vấn đề luôn, không cần phải vòng vo là nhà mấy anh em với lại anh Hải với anh em trong bác sĩ là thứ nhất là tìm được mẹ em là cho em với cha em thông tin là em bắt hai đứa cháu về. Tại vì bây giờ là nói thẳng vấn đề là mẹ em đã đi theo ai cũng dẫn được, chủ yếu là nhà mấy anh tìm là đang bắt hai đứa nhỏ về. Bây giờ tội hai đứa nhỏ mình cứ thả nó đi với bãi, nhiều khi thằng kia nó không biết rồi em út mình nó không có tiền nó buôn bán tụi nhỏ cũng tội tụi nhỏ. Giờ nó thẳng vấn đề là muốn kiếm hai đứa nhỏ về trước. Nó là vấn đề đó là theo như là bà không đi lạc, tại vì là cái mối quan hệ của bà với người ngoài này kia là em cũng đã biết từ lâu rồi. Nói vấn đề là em cũng biết từ lâu thì vấn đề là bây giờ thằng kia nó cũng chặn số điện thoại của người ở đó hết. Mình nói thẳng là vậy chứ không cần phải vòng vo nữa. Anh thấy ba em ấy nói chuyện là hơi vòng vo là dạ, đầu anh thấy rồi. Ổng là hơi vòng vo cho nên là em muốn xin phép em nói là em nói thẳng cái vấn đề đang cho mấy anh hiểu luôn. Và bây giờ là không phải tìm người lạc hết, là chủ yếu là bây giờ mẹ em là bà đi, là bây giờ chắc chắn quay hai đứa nhỏ nó ấy có gì tìm được mẹ em là đặng cho hai đứa cháu nó về đặng em nuôi dưỡng nó hoặc là em gửi nó về quê cho nó ăn học, chứ giờ không để cho nó đi. Có là hiện nay thì em biết thừa cái câu chuyện là nó đi tới đâu rồi. Dạ. Mà mẹ em đang em... đi với ai rồi. Dạ đúng. Có điều ba em là đôi khi là đang giấu hoặc không nói thật hoặc là chưa muốn nói thật. Bây giờ cha đừng có kể cái chuyện gia đình ngày đó, sẽ bây giờ cứ nói thẳng vấn đề với anh đại cho mấy anh tự giải quyết thì mới hướng được. Chứ mình chứ không cần phải nói gì. Bây giờ là theo như là câu chuyện là em bữa đó là em ở dưới quê. Rồi cha em mới điện là em hiểu vấn đề là em mới lên đây, là cũng lên đây là nhờ gặp anh Hải với mấy anh em, nhờ mấy anh em hỗ trợ. Là tại vì sợ hai đứa nhỏ nó nhiều khi bây giờ bà cũng trốn đi rồi, bà cũng né tránh mình, nhiều khi bà trốn chua trốn nhủi rồi ăn uống tụi nhỏ nó không được điều, rồi tới ngày nó đi học này kia cũng tội. Bữa nay tới cho ngày nên cha để con nói, cho nên là giờ nhờ mấy anh là tìm kiếm, thứ nhất là mẹ em rồi cho gia đình em hai đàn em hai đứa nhỏ về, còn mẹ em thì bây giờ bà sống gia đình nữa không là chuyện của mẹ em, để mẹ em tự tính, chủ yếu là em muốn kiếm hai đứa nhỏ về thôi. Có nghĩa là hiện nay là gia đình mình lo lắng nhất là hai đứa nhỏ. Bởi vì em gái của em này bây giờ cũng 11-12 tuổi rồi. Tuổi này có thể là đang dậy thì. Có thể là cái tâm sinh lý nó cũng đang không có như một người trưởng thành mà không như một đứa trẻ, đúng không? Cái tuổi này lớn không lớn mà nhỏ không nhỏ. Chính vì lý do như vậy cho đôi khi mẹ em bị người ta lợi dụng. Nhưng đôi khi người ta lợi dụng mẹ em xong là người ta có khi lợi dụng cả em của em nữa. Dạ đúng. Thì câu chuyện này phải nói là đi rất xa. Dạ thì đúng không? Theo như em suy nghĩ gì thì em cũng nói thẳng vấn đề cho mấy anh hiểu là giờ em cho anh biết là cái người đàn ông đó là theo em biết được cái thông tin là cái người đàn ông khoảng nhiêu tuổi mà ở đâu? Dạ, biết, em biết quê quán, em có giấy tờ của nó, em có hình ảnh của nó luôn. Em nói thẳng luôn. Thì bây giờ thì hồi nãy em cũng có hỏi ý ở ngoài là nói là bây giờ cho em xin phép là gửi xíu xong công việc xong gửi hình của mẹ với em với lại thằng cháu em cho mấy anh. Xong rồi cho em xin phép em gửi thêm cái hình của cái thằng đó nữa. Rồi, để okay. Cho mấy anh, nếu như mà mấy anh chi lùng được. Rồi có gì liên hệ xong rồi em sẽ cho nó về dưới, cho nó nói chuyện với vợ nó ở dưới. Rồi nói chuyện với gia đình một cái một đặng gia đình giải quyết, chứ bây giờ em không muốn nó phải đi, mẹ em phải đi rồi ẵm cháu em theo. Cháu em là bây giờ bắt nó về cho nó ăn học, có thể là cho nó về quê. Cái người đàn ông như vậy là em biết
Dạ biết. Nhà luôn. Dạ biết, em biết chỗ, em biết cả vợ của thằng đó, tại vì vợ của thằng đó cũng liên hệ với em là nói cũng đang tìm thằng đó về đang nói chuyện cho rõ ràng. Mà cái người đàn ông này chắc là ít tuổi đúng không? Dạ tầm cỡ 36 tuổi. Ồ 36 ít hơn mẹ em nhiều. Quê ở An Giang. Em có cái hình. Em có cái hình rồi em có cái giấy photo căn cước, giấy photo căn cước là chính là con vợ của thằng đó gửi qua cho em luôn. Là em nói là ngày mai em sẽ lên mấy anh Hải rồi nhờ là con vợ của thằng đó là nó gửi cho em cái căn cước, là nói cứ đưa hình của thằng đó cho mấy anh đó tìm giùm luôn. Nếu vậy là quá dễ rồi. Dạ đặng bắt nó về đây, đặng cho hai bên gia đình nói chuyện. Tại vì vợ nó cũng có điện là bây giờ muốn gì thì gì giải quyết, nhưng mà nó không về, nhưng mà nó lấy xe của mẹ em nó đi. Rồi chở thêm mẹ em, chở thêm hai đứa nhỏ là em sợ nó lỡ có gì nó thiếu thốn, nó chơi cờ bạc, nó bán hai đứa nhỏ này kia là gia đình mất mát nhiều lắm. Thế thực sự là câu chuyện rất đau. Dạ, nói chung là thì em cũng... Nếu mẹ em đi một mình thì là câu chuyện khác. Dạ, nếu như mà mẹ em đi một mình là thật sự là em không lên đây nhờ mấy anh em phiền, mấy anh em mấy ngày Tết này đâu. Đó là em thật, tại vì tội là tội mình hai đứa nhỏ. Thương nhất hai đứa trẻ hiện tại chưa biết gì. Dạ thì bà cái đây. Thì cái vấn đề là em muốn nhờ là em cũng nói thẳng ra rõ ràng cho mấy anh hiểu chứ không cần phải giấu gì nữa. Rồi anh hiểu cái câu chuyện. Dạ rồi. Thì ấy có gì xíu cho em xin phép em gửi thêm tấm hình rồi, của okay. Hồi nãy là em đi photo hình là xíu em gửi em để lại toàn bộ thông tin cho anh. Nãy em đi photo là em có cố tình em để em photo thêm cái hình của thằng đó thêm là em để cốp xe lỡ em có hỏi ý anh như được thì em sẽ gửi hình cho anh luôn. Rồi được nha. Dạ. Đến giờ phút này là mẹ em chính thức là đi với người đàn ông gata, người đàn ông kia, mà người đàn ông kia cũng bỏ vợ luôn. Vợ người đàn ông cũng đi tìm. Dạ đúng rồi. Dạ. Không hiểu lý do nào đó mà trong cái câu chuyện này thì anh đồng ý là hiện nay là mẹ em đi với người ta. Thế nhưng rất lấy làm tiếc là mẹ em hiện nay đem theo cả con và cả cháu đi. Dạ đúng rồi. Thì sợ nhất là câu chuyện là buồn một cái kết cục nó không có hậu. Dạ chứ lại em cũng nhờ anh là nếu như mà tìm gặp được mẹ em á, thứ nhất là giữ hai đứa cháu lại. Không cần thiết mẹ em, anh ấy, em nói thẳng là mẹ em không cần thiết phải giữ. Nhưng mà mấy anh bắt hai đứa cháu lại giùm em xong anh giữ chiếc xe lại giùm em đó là được. Rồi em cảm ơn mấy anh, còn chuyện như mẹ em thì mẹ em sẽ bãi. Em có thể em đọc cái biển số xe của mẹ em được không? Sao em 66B1 66B1 832 91 83291. Dạ. Xe màu gì? Chiếc quay Alpha màu đen. Quay Alpha màu đen. Vậy là cũng rất dễ kiếm thôi, có gì khó đâu. Dạ, thì mấy cái thông tin mà cần cấp là em sẽ cung cấp đầy đủ cho anh hình là em sẽ để lại. Rồi nhờ mấy anh thứ nhất là quan tâm nhất là hai đứa nhỏ trước. Rồi anh sẽ cố gắng nha. Dạ. Bởi vì có những đứa trẻ này các anh cố gắng tìm nhanh nhất có thể. Dạ. Nhá. Còn nếu như mà trong cái khả năng như mà mấy anh lỡ mà tìm được cả mẹ em, cả hai đứa bé hoặc cả cái người đi chung mẹ em, anh có thể nhờ giữ lại rồi em rồi, anh sẽ liên hệ cho em hoặc cha em, em sẽ điện cho vợ bên vợ của thằng đó lên gặp mặt anh điện là phải tới ngay đấy để, nha. Để cho giải quyết một lần luôn. Rồi ok em. Bây giờ này em hãy nói chuyện thẳng thắn với mẹ em, bây giờ em nói chuyện một câu thôi cuối cùng trên video này. Bởi hiện nay cái cuộc trò chuyện rất dài rồi, cái câu chuyện này giờ anh quay lại sau này mà mẹ có gặp á là con không cần bả nữa, là chỉ cần hai đứa cháu về thôi. Còn sau này mà mẹ mà có đi đâu, bây giờ đi đâu hay mẹ về là không cần biết, là sau này đừng có nhìn mặt con nữa. Em cũng muốn gửi hẳn mẹ một câu vậy. Đó là mẹ đi như thế này là thực sự là đúng em rất buồn rồi đúng không? Đúng rồi. Không ai mong muốn như vậy. Mà đến giờ phút này đi như này thực sự là em cũng ngoài 20 tuổi này, cái độ nhận thức của em này chắc chắn là biết rồi đúng không? Mà mẹ đi như này dù rằng mẹ không có tình cảm với ba đúng không? Thì ba mẹ cũng phải nói chuyện với nhau. Nói chuyện xong, giải quyết xong thì ba mẹ muốn đường ai đi thì là chuyện khác đúng không? Nhưng mà đây mẹ em đi mà lại đem cả em và đem cả con và cháu đi thế này mà đi với người đàn ông khác, mà người đàn ông lại trẻ tuổi này thì em nghĩ có hạnh phúc không, đúng không? Một người đàn ông cũng như em vậy thôi, bây giờ em có chịu đi quen một người phụ nữ 30-40 tuổi không, đúng không? 40-50 tuổi em có chịu quen không? Nếu em quen là phải vì lý do là đó đúng không, chứ còn là vì mà tình cảm yêu đương thì chắc chắn cái điều đó không bao giờ có thể xảy ra, anh khẳng định với em như vậy. Dạ thì em cũng nói là bây giờ là tiền bạc vàng dòng xe cộ rồi bả sách đi bao nhiêu mình không cần biết. Những thứ đó nói chung là bây giờ là cả bả là gia đình cũng không cần, cần là thằng con trai là thằng cháu còn nhỏ gái út thôi. Cần cho hai tôi nói về đặng gia đình có mấy cô mấy bác nuôi dưỡng nó chứ không bỏ nó đi lông bông gì. Em nhắn gửi một câu một cuối cùng trên video này, hy vọng người đàn ông đó xem được video này, người đàn ông nếu mà muốn không muốn liên lụy thì buông tha mẹ em nha. Thì em cũng nói luôn, riêng người đàn ông đó nếu như mà muốn quyết định giải quyết một cái một thì cứ về gặp mặt quyết định, còn nếu như mà trốn tránh sau này là gặp bên em này kia là em cũng không hứa, là em không, là em không hứa là ổng có bị gì hay không, là em không hứa, là em cũng nói thẳng như vậy. Thà là bây giờ về nói chuyện gia đình rồi muốn mẹ em bả muốn đi để cho mẹ em bả đi, còn cháu em là bắt buộc là em phải bắt về, chứ em không chịu cái người đàn ông đó mà không phải gia đình ruột thịt mà chở cháu với coi với lại em gái em đi vậy.
Rồi anh cảm ơn cuộc chia sẻ của em. Rồi mời chú. Bây giờ hiện nay là con trai đã bật mí và nói chuyện thẳng thắn rồi. Hiện nay là không có câu chuyện, là không có gì để mà giấu nữa. Đúng không? Câu chuyện là gọi là 3 năm rõ 10 rồi. Bây giờ đồng ý là vợ chồng thì rất thương nhau, nhưng có lúc giận, có lúc không giận, có lúc buồn, lúc vui trong cuộc sống mà mình không thể tránh khỏi được. Nhưng dù rằng là vợ bây giờ đã đi theo người ta rồi. Bây giờ chú nếu mà vợ quay trở về thì chú có đồng ý mà tha thứ cho vợ không? Chú mình nói chuyện thẳng thì trong lòng của chú thì vẫn còn thương vợ đó. Thương thì phải thương rồi. Nhưng mà tha thứ thì vợ dạ chú phải về nói với chú sao rồi phải cam kết với chú là từ đây sắp tới là má chú vẫn tha lỗi cho vợ luôn. Chứ giờ chú cố chấp chú không làm được gì đâu, không giải quyết được gì hết. Nhưng có nghĩa là nếu như thực sự mà vợ về biết ăn năn hối cải, biết nhận lỗi với gia đình là mình vẫn chấp nhận tha thứ cho vợ. Đúng, đúng. Rồi. Cảm ơn cuộc chia sẻ của chú và cảm ơn em trai rất nhiều. Yeah. Hiện nay câu chuyện là đầu năm này em thấy hiện nay trên nhà còn rất nhiều người. Yeah. Một cái câu chuyện đầu năm đúng không? Thì cái câu chuyện này anh cũng không mong muốn là để ghi hình và chia sẻ những thông tin này. Yeah. Nhưng mà đây là cái câu chuyện mà gọi là bất khả kháng rồi. Gia đình mình cũng hết cách rồi. Đúng không? Hôm nay về đây nhờ anh em ở chính Bình Dương ghi hình. Thì các anh em sẽ cố gắng đăng tải video này nhanh nhất có thể. Hy vọng là trong những ngày hoặc những phút giây sắp tới thì mẹ em hoặc người đàn ông đó hoặc các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội, nếu ai xem mà ai biết được thông tin chính thức mẹ em và em gái và cháu ngoại của em đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội Hiệp sĩ Nguyễn Đình Dương theo số điện thoại 0913785858. Anh em sẽ có cách để tìm kiếm ở gia đình mình nhanh nhất có thể là trong những ngày gọi là đầu năm mới này em nhé. Dạ. Ý cũng cho em gửi lời cho tới thứ nhất là em biết qua anh Hải với lại mấy anh em trong đội Hiệp sĩ với lại mấy anh quay phim, quay video, đăng clip lên mạng, nhờ cảm ơn anh em lời chân thành. Nó cũng không có gì nữa hơn, bây giờ gia đình cũng lục đục quá nên là mới nhờ tới mấy anh vậy, cũng chân thành cảm ơn mấy anh. Rồi chúc gia đình mình sức khỏe. Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là cái câu chuyện là thực sự là câu chuyện đầu năm, nhưng mà hiện nay phải nói là rất nhiều người, các cô chú mình tất ở tất cả tỉnh rất xa, dù gần dù xa, dù tìm con tìm vợ tìm chồng tìm thân nhân về đây nhờ anh em chính Bình Dương ghi hình, phải nói là rất nhiều. Vì vậy trong hôm nay cái câu chuyện là thực sự là cũng rất gấp rồi. Vì vậy cho anh em cũng không thể nói chuyện dài hơn được nữa. Cuối video cho phép cầu trần xin thay mặt các anh em Hiệp sĩ Bình Dương xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Thì hôm nay gia đình mình hai cha con ở về đây thì chia sẻ cái câu chuyện mà vợ và em gái và cháu ngoại hiện nay gọi là bỏ đi theo bà ngoại và đi theo người đàn ông khác. Thì gia đình mình có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin lên tất cả trang mạng xã hội để hy vọng là tìm được người thân của mình không? Dạ có. Rồi, chú có đồng ý không? Dạ đồng ý. Rồi, cảm ơn cuộc chia sẻ mình. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị bạn trong những video tiếp theo.